Uh, vâng hello và bạn, xin chào lắm, chào anh em Má quay trở lại Phương Thảo Ví sinh nhé Thì tạo gần đây rất nhiều anh em hỏi em là uh, Đánh kiểu gì mà cá giật phát nào nó ăn đấy nó không bị hụt cá này Giật cần không bị nổ này Tống cá nó không bị bong này và mực nước sâu bao nhiêu thì chọn cần sao nó phù hợp Thì hôm nay em sẽ giải đáp tất cả các cái thắc mắc đấy cho anh em nhé Vì trên hội nhóm của em em thấy anh em hỏi cái vấn đề rất là nhiều Mà chưa có thời gian trả lời Đây rồi anh em ơi, Đóng. mày chạy đâu, ui ui, quay tôi anh em ơi Ui quay ui, Wow, con này to, con này to Ui Đóng ngay anh em ơi Đóng ngay anh em ơi Ui, con này to anh em ơi Ui, ui con này bự, con bự anh em ơi Ui, ui, con này to, con này to anh em ơi Về, 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 về các bạn ơi Wow Đóng ngay Mày chạy đâu Con gì vậy Con gì vậy anh em ơi Ui, con đây, em ơi. ui, con gì vậy Wow con, con, con gì đó, to quá, to quá anh em ơi đấy, Thứ nhất Để mà giật cá nó ít bị hụt ấy Thì là phải phụ thuộc vào nước các bạn Nước sâu bao nhiêu Để chọn cần bao nhiêu Đấy, thì đánh làm sao để nó không không bị hụt này đấy, bởi vì khi mà nước sâu quá quá nhá Nước mà sâu quá mà ngọn cần Ví dụ cần độ cứng của anh em mình nó không đạt đấy Thì là mình giật chắc chắn là hụt Nó bị trễ được mà các bác Đôi khi là anh em chỉ có cao được vẩy của nó lên đây. Đấy, hoặc là giật thì cá nó đè rồi mình giật lại không được bởi vì lúc khi nó đè mình giật cần mình nó mềm quá thế là nó mới chịu xuống thế là con cá nó bơi qua mất rồi thế thì anh em không giật được thế quan trọng nhất của cái thằng đánh lục đấy thì nó sẽ là độ cứng các bạn độ cứng và phân bố lực đấy là hai cái quan trọng nhất khi anh em chọn cần đánh lục đó bởi vì đợt này gần này em thấy anh em ở trên diễn đàn có hỏi rất nhiều cây tầm xanh ấy nó có đánh được lục không thì đây em sẽ giải thích các bác luôn về cây đấy nó là 20 h các bạn Đấy, cái tầm xanh là 20H anh em nhé Nhưng thực 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 tế nó không phải là 20H về độ cứng đâu các bạn ạ Mà 20H của nó là 20H về về về, về, về tải các bạn ạ Đấy có nghĩa là dòng 20H tải nó rất là khỏe Nhưng mà lại không đánh đục được Đó còn nếu mà 20H thì nó phải thực sự 20H độ cứng Thì nó sẽ là phải là cái này Đây dòng 20H đây các bạn này Đấy đây là 20H các bác nhé Và độ độ cứng của 20H thì nó phải như thế này các bạn ạ Đây, đây em cho các bác xem cái độ cứng thực tế của dòng 20H đây các bác nhìn thấy mà. Đây em lấy nét các bác xem. Coi ý, ngọn nó phải to đúng như con đúng không? Ngọn này ngọn 3,5 ly các bác ạ. 3,5 ly các bác nhá. Đây nó là là 20H về độ cứng và là 20H về về tải luôn các bác ạ. không những về độ cứng mà mà còn về tải luôn. Các bác nhìn nhá, nó rất là cứng, anh em có bẻ nó cũng chẳng gãy được. Em thật sự các bác này, rất là cứng và mà rất là khỏe luôn ấy nhiều nhiều anh em ở bên kia người ta test nên có nghĩa là tay người ta rất là to mà người ta bẻ không thể nào gãy được cái ngọn này các bạn đấy khi anh em đánh nước sâu ấy thì nên uh, dùng cái ngọn này đánh sẽ rất là phê đó đây mới gọi là 20 h này các bác này đấy nó bây giờ nó bị cứng như thế này mà thì anh em mới cho được chứ còn 20 h của con tầm xanh ấy nó không phải là 20 h đâu các bạn con đấy nó ngọn ni tám mà chỉ tương đương với 6 h thôi anh em cứ nhầm là mua về thành ra là không đánh được Đấy, con đây 20h con này con này đang là đỉnh nhất đang đẹp nhất con này đây đây mới là 20h con này tháo cho anh em xem con này thì ở uh, gần 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 như là bá cháy nhất các các, các dòng 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 con đánh đồ tháo tháo gọn nó xem nhé Hello, con này vừa nó có gọn rời ấy đấy nó bắt đầu nhỉ dòng cái dòng xám xám này nó có hai ngọn cơ đây anh em nhìn này hai mươi h của nó nó ngọn con này thì bé hơn ngọn kia nhưng mà nó đạt tới ba hai ni các bạn con kia ba phẩy năm ni nhìn bẻ nhá đây qua em bẻ các bác xem bố mà cong rồi đấy coi nhìn rất rất là kinh khủng Đó là thật sự các bác này gốc của nó rất là to luôn mà đố không nào mà một tay có thể bẻ được, được uh, gãy con này có nhé nhá. Ở bên bên uh, bên kia anh em á, toàn tay to nó bẻ mà không thể bẻ được được nào của một con này luôn. Thì đây nó mới thực sự là 20H. Chứ còn dòng uh, những cái, 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 cái dòng, dòng xanh ấy anh em chỉ đạt 6H thôi, thành ra các bác giật nục ấy sẽ không giật được mà đôi khi là sẽ bị gãy cần hoặc là mất trục. Đấy mà nó gãy nó đứt như thế nào thì lát em sẽ giải thích cho các bác xem đó đấy cái điều quan trọng thứ nhất là về đánh lục thì cái độ cứng nó phải đạt ở trên uh, em xem livestream stream có rất nhiều à. anh em cũng livestream mà cây này nó 10h để có thể câu lục được nhưng thực ra là ở đấy nó không phải 10h đâu các bạn ạ những cái dòng mà uh, anh em ở live em em nhớ là có cây gì màu đỏ, đỏ, nhỉ thì ngọn nó có một linh sáu thôi nhưng mà nó tải của nó thì là tải 10h thật nhưng mà độ cứng không phải 10h thành ra anh em mang về đánh lục không đánh được đấy giật không được cá là cái thứ nhất thứ hai là giật lại lỗ gần Đấy, cần nó rất là khỏe luôn nhưng mà giật lại nổ đấy còn ông 10h thì nó phải đặt như thế này đó này đây không đây các anh em 10h đây 10h đây của của dòng gamma rất là đẹp luôn con này gamma vân vảy rồng thì con này 10h ngọn của nó là 28 các bạn để xoam so ấy bây giờ phải so cái gì các bác xem nhỉ Ừ, không có cái gì so đây, so với ngón tay có nhìn thì thì, thì sẽ biết. Đây 10H ngọn 2 đi 8. Đấy có nhìn này Ủa, cứng của nó này cơ mà. Đó. vào con 8H các bác nhá. Đây con 8H54 này, thì 8H54 của nó thì ngọn của nó đây. Ngọn của nó sẽ phải là 2 đi rưỡi các bác ạ. 2 đi rưỡi. 10H là 28 còn 8H là 2 đi rưỡi. Ừ, anh em đã dùng cây GVK ấy, thì các bác cũng biết đấy, con GVK bánh rất là hay nó gọi là hai mươi lăm giặt gần như là phát nào được ăn phát đấy luôn nhưng mà có một điều là cây đấy chất nó phôi của nó không đẹp thành ra đánh nó hay bị lỗ giữa đó đấy. thông số của 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 nó phải phải chuẩn thì anh em giật nục nó mới ok được đó. và bây giờ đến mục là anh em lựa chọn cần làm sao đánh cho nó hợp lý này đánh nục ấy thì cái đầu tiên nhất là độ cứng và phân bố lực phân bố lực gần như là độ cứng này sẽ là phân bố lực 19 hết đấy còn độ cứng thì nó sẽ phải từ 8h đổ lên các bạn 8h 10h rồi đến 12h đến 20h đó đấy tùy vào không được nước sâu như thế nào thì anh em sẽ lựa chọn cho cái 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 độ cứng cho phù hợp đấy không quan trọng về là cá to hay cá bé mà quan trọng là nước sâu bao nhiêu thì mình chọn cần cho nó phù hợp các bạn thông thường ấy anh em đánh từ một mét rưỡi nước đổ lại thì các bác sẽ chỉ nên đánh 8h ngọn hai ni rưỡi đấy cây tam hắt ngọn hai rưỡi đấy nếu mà mực nước của mình nó không sâu hơn một mét rưỡi thì bác chọn cái này giá giá tiền vừa phải này mẹ đánh rất là ok còn riêng mà anh em đánh nước sâu từ một mét rưỡi đến 3 mét ấy, thì bác phải đánh 10 h đấy 10 h ngọn hai tám đây đấy có nhìn thấy, ngọn nó rất là là rất là chất nó là độ cứng thực luôn các bạn ạ đấy ngọn hai hai tám còn đi tám đánh từ 3 mét nước đổ lại Còn riêng mà nó sâu hơn 3 mét nước các bác nhé Riêng mà sâu hơn 3 mét nước thì các bác phải đánh cây siêu cường Đây, đây siêu cường ngọn này 3 ly các bạn Ngọn này 3 ly luôn Siêu cường xanh cái này như bản thân em đang đánh cái này 6 ba 3 này Phật rất là sướng Đấy, độ cứng càng cứng giật càng sướng hoặc là siêu cường này con này cũng ngọn ba ly nhưng mà con này nó 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 cho bo hẳn rồi con này nó tải tính tới 15 cân cơ. thành ra là giật ở Việt Nam mình cá không đối thủ không con cá nào có thể kéo gãy được cây cần được nên em khẳng định luôn các bác cứ cho thằng đốt này các bác cũng để ghế bác dẫm không được gãy được đấy con này con tải tính 15 cân đấy còn nếu mà nó sâu hơn 4 mét nữa qua nhá thì chắc chắn anh em phải đánh bằng 20 h rồi không thể nào đánh bằng cây nào có thể chịu được được, được nước sâu như thế mà có thể dính được cái bác nhá giật nó sâu thế nó, nó không thể gãy được cần đến nó chuyện quá bình thường quan trọng là nước nó sâu hơn thế mà mình giật nó đóng là cá cơ đấy những cái cần này ví dụ như nó sâu hơn 4 mét nước thì nó cái độ cứng của nó nó sẽ không đảm bảo các ạ mình giật đấy thì nó nước nó sâu mà lưỡi thì nặng nữa nó sẽ chịu xuống thì ra nó mất nhịp mất nhịp lưỡi không bay lên trực tiếp ngay được thành ra là cá nó đi qua mất thế tầm đấy anh em sẽ phải đánh bằng 20 h những cây như thế này nước sâu đến mấy các bác nhá kể bảy tám mét các bác thả xuống giật phát là lưỡi lại ngay đấy quan trọng là khi anh em giật phát lưỡi phải lẩy ngay chứ mà nếu mà ngọn mà mềm quá nhá thì mình dập phát rồi nó cong ngọn nó chiếu một lúc xong nó bật lên được đấy thành ra là con cá đi qua mất rồi đấy là mình sẽ không câu được Đó. Đó. đây anh em uh, tưởng tượng một cái cái, cái lưỡi nục như thế này các bạn nhìn này lưỡi lưỡi này chì rất là to và nặng tại sao là đây đây anh em tưởng tượng nhé một cái lưỡi rất là nặng các bạn có các bạn nhìn nó đây nữa chung là toàn vòng săn hàng rất là nặng riêng mà cái cần 6 h nó, non nữa nó, nó nằm thấy buồn em đố cần 6 h vải phát lên ngay em đố luôn đấy nếu mà cần 6 h vải con này ấy, một phát lên ngay chỉ một một là sẽ ở nổ cần hai là nổ trục ngay đấy bảy nó rất là lạ vậy nhẹ không nói mấy nếu mà mình, mình vẩy phát đèn cả gần như anh em toàn phải gồng dập phát gồng phát bay lên thì làm là anh em một là nổ cần hai là nổ trục những cây tầm xanh đánh thường thường sẽ ở nổ trục mà đánh nó không hiệu quả các bạn thông thường những anh em nào mà mới vào vào cái ngành lục thì nó rất là hay cờ bạc nó hay chiều tay mới đánh thì mình giật cứ vớ vào vẫn lưỡi nhẹ nhẹ nó cũng dính được cá nhưng mà sau này anh em vào chuyên nghiệp rồi ấy, thì mình đánh thấy à nó bong nhiều quá đặc biệt là nó cứ đóng vào đuôi mới vào mình gần như chỗ bong thôi còn con nào mà đóng vào mồm mới đóng vào bụng thì ăn được đấy là được mà cá nó nó đi làm gì có phát nào mình giật mà cứ vào bụng vào mồm nó các bác gần như là anh em sẽ đánh về lâu về tài sẽ ăn màu đuôi này nưng này đấy. phần đấy thì uh, vậy nó cứng cần mềm chắc chắn là nữa mình sẽ không thủng người vẩy nó mà sẽ là cào qua cái mình cào qua người nó mình sẽ chỉ ăn được vậy thôi thế thì nó là, là, bong Rồi. và bây giờ sẽ đến cái chuyên mục mà tại sao anh em đánh bằng cái cần 6 h này 5 h này nó hay nổ cần đấy mà hay cái giật cá gần như là hay hụt nhiều gần như là hụt ấy. <laughs> ít khi bắt được cá Đấy thì nguyên lý như thế này các bạn cần 6 h này của em cần 6 h đen các bạn nhá nó tải cá ngang con 10 h luôn nếu mà bo cá nếu mà à, khi mà đã đóng được cá vào quá nhá có nghĩa là cần mà giật không nổi đóng một cá vào và bo là hai cân này khỏe như nhau luôn đấy nhưng mà tại sao cần 6 h người ta chỉ đánh đài không đánh mục được bởi vì sao em sẽ giải thích coi như thế này khi cần 6 h các bạn nhá để ngọn này Đây các nhìn này ngọn nó rất là mềm khi cái nỗi cái cái, cái lục này con này nỗi lục này nó nằm ở dưới đáy bùn quá nhá nó rất là nặng vì nó chịu áp lực của nước này mẹ bản thân con này nặng sẵn lắm nên là cần 6 w của anh em mình giật phát thì nó không lên được mà nó không không đẩy ngay nó còn chịu này xuống nên thường thường là anh em đánh đầu tiên thì các bác sẽ rất, rất là nhẹ nhẹ nhưng mà sau là đánh quen tay rồi ấy thì con cá đi qua gần như anh em giật thật rất là căng mà đôi khi anh em còn gồng nữa cơ đấy giật phát xong mày là bắt đầu nữa cho nên còn cố gồng lên phát nữa đấy thành ra là cái bọn này nó nó lổ ngay các bác đấy nó nó vừa sốc mấy hay là nó không lên nữa ngay được một giật nó không lên nữa ngay thì anh em mới phải gồng đúng không phải cố gồng lên chứ còn nữa cái dòng ví dụ như là 10 h ngọn 28 này anh em giật phát nữa là bay cái là dính ngay thì anh em chỉ phải giật lên phát là nó đã dính ngay rồi thế mình cần đầu cần nó lên khoảng một nước cái là lưỡi bay ngay cái độ cứng nó đạt đúng 10 h giật phát là nữa lẩy nó mặt nước này lẩy, lẩy nó mặt bùn là dính vào cá ngay thế anh em không phải gồng gì cả thế là anh em không bị bị lố cần thế còn cái con này nó giật nó chưa lên được ngay mà nó đang bị bị chịu thế là mình cứ phải cố gồng cố ép để lưỡi nó bay lên mà thế là nó mới nó mới mới mới, mới nổ cần đấy còn nếu mà anh em mà đánh lúc đấy nhá mà mình gồng ấy đang cố cố gồng cố gì thế này thế mà nó đóng lại rồi không đóng được cá thế là lưỡi mới phao nó bay lên nhá. nó bay anh em giật mà bắt nó từ nữa nó chỉ nó phật một phát nó bắn hẳn lên kia Thôi mà anh em mới lại vẩy lại để giữ giữ phao lại mà anh em vẩy lại để giữ phao giữ nữa lại nổ trục luôn đấy ngày xưa em mới đầu em cũng đánh bằng cái dòng này thế là đóng cá mình đánh gần đấy nó cũng nó cũng là chuyên chuyên rồi thế là mình giật một phát xong nó bay lên nó mình cố giữ lại giữ lại phát là dây trục lỗ luôn quá đấy không thể hãm được đánh phát bay mất cả phao cả nữa luôn đấy thế là đánh vài phát sau ấy là là lỗ luôn đấy cần luôn Đấy, tại sao cần mềm là không đánh được lục là nó là cái lý do như thế các bạn đấy vừa vừa hại cần vừa hại dây đấy, đánh lục thì coi như nó không quan trọng về độ độ tài tính đâu các bạn nó quan trọng là, nhất sẽ là về độ cứng và phân bố lực cái cây anh em biết cái cây danh danh chấn thiên hạ đấy cái cây danh chấn thiên hạ nó rất là nổi tiếng và tải tĩnh 21 cân hôm nọ có một, một người anh em ở trong uh, huế đánh nổ cái đấy làm ba khúc hay đã chụp người, hình cho em xem nó bắt đầu mình nói chung ông bảo không hiểu sao mà cây nó khỏe 21 cải thiện 21 cân mà nó giật nó có thể đổ được thế là giải thích cho ông xem bắt đầu là ông mới hiểu ra là quan trọng nhất nó vẫn phải ở độ cứng các bạn tải tĩnh cao nó không giải quyết vấn đề gì cả Rồi. đó nguyên lý về anh em về, về 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 về, chọn độ cứng của cần này mực nước này thứ hai là giặt làm sao mà để cho tỷ lệ đóng cá nó cao thì nó sẽ phải liên quan đến quả phao đúng không ạ đây quả phao đấy, đấy anh em xem giữa phao bầu ở uh, mười uh, 12 và bầu 20 thì gần như anh em nhìn em đánh người hiếm khi anh em đánh bằng phao 12 lắm à, nói thật các bác là ít khi em đánh bằng phao 12 bởi tại sao đấy cái phao 12 các bác nhé nó bé nó bé nữa nằm như thế này các bác nó bé đúng không? khi anh em mình giật đấy mà anh em mình giật ví dụ như là cái ngọn cần quá nhá thả dây mà nó vuông góc của phao anh em dập nó lên thẳng ấy thì là phao nào cũng ok kể kể gọi phao đơn anh em nó vào đánh lục cũng ok nhưng mà ví dụ anh em đánh với anh em đánh với cái chỗ mình đánh ấy nó cách đầu cần nó khoảng từ 1 đến 2 mét kiểu như nó xài ra đấy mà anh em đánh vào phao này thì tỷ lệ trượt cá sẽ lên tới 70 phần trăm các bạn 70 phần trăm các bạn bởi vì khi nữ cái nữa nằm ở dưới này đúng không bác đây em quay cái này các bạn xem khi cái lưỡi nằm như thế này của phao này thì con cá nó ăn quá nhá đây là hướng hướng của người câu này con cá nó sẽ ăn ở mặn này có thể mặn này mặn này mà có thể từ mặn này đúng không các bác thì khi con cá ăn ở cái, cái mặn này các bác giật thì lưỡi nó quả phao này nó không thể kéo cái lưỡi lên thẳng được nó sẽ vát về bên phía của người giật thì gần như là những con mặn bên này mặn này mặn này trượt đấy còn nếu mà anh em đánh vào phao 20 đây quả này thì nó tải được lồi cái cái lưỡi các bạn thế mà tải cái lưỡi này nó giữ cái lưỡi giật phân lưỡi sẽ lên thẳng thì những con cá nào bốn xung quanh đây là sẽ dính hết không thể chạy được đấy bởi bởi vì sao em đánh em toàn đánh bằng phao 20 đấy nhưng cái quan trọng ấy là phao 20 thì phải chỉ cần 10h mà đánh được các bạn cần 10h đổ lên thì đánh được chứ cần 8h thì lại không đánh được đấy còn đâu cái độ tải có nhá cái độ tải độ khỏe của con tám h nó ngang mười h luôn nếu mà 10 h bò mấy cân thì con này cũng bò tương đấy cân luôn nhưng mà quan trọng là mà khi độ giật đấy thì nó không thể giật được phao 20 này bởi vì phao 20 nó nặng thì em giật lên đấy nó sẽ bị chịu xuống phát nó sẽ lại mất lực đúng không bác bác giật của phao nặng không thì nó chịu ngọn xuống ngọn mềm mà nó chịu xuống nó nó một lúc này nó mất một nhịp đó à, thì đạo gần, gần, đây thì từ ngày xưa em đánh cây 10h này em cảm giác là nó xuống nhất các bạn đấy 10h là xuống nhất nhưng mà sau này mấy họ em mới đánh cơ mà cây siêu cường này độ cứng nó là ngon hơn tí em cảm giác đánh siêu cường nó ngon hơn con này nó vừa nhẹ mà vẩy nó vừa khỏe thế là đóng cá gần như là phát nào lên ăn chắc định phát đấy các bạn nó không không thể nào hụt được và anh em đánh lục nhé thì các bác nhớ nên là chơi dù chứ các bác đừng nên chơi cước cước chắc chắn là lỗ ngay em khẳng định các bác là, cứ cước giật cần tay nó sốc lắm các bạn là cước nó không chịu tải đâu nên là mình thường em chung là toàn đánh dù nó sẽ bền và đánh chung là cứ từ 4 chấm đổ lên là nó ngon nhất thì nó đỡ bị mất nửa bởi nửa nó đắt tiền các bạn lưỡi nục cũng rất đắt tiền chứ nó 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 không phải hàng rẻ tiền như bọn lưỡi đơn này, mất lưỡi rất là sót nên này anh em chơi cứ chơi dù chắc ăn các bạn Và dù thì cá nó không nhát đâu đây, em đánh cái, cái, cái bằng cái này là dù đây quá nhìn này sợi sợi sợi, sợi táo này có lần này em đánh con cá chấm cỏ còn bơi nên nó đớp dù nó không nó không ăn mồi mà đớp hẳn cái dù này các bạn đấy là đánh cái dù này nó rất là yên tâm Tài của dù bao giờ nó cũng cũng hơn cước rất là nhiều nó là dù siêu bền nữa đánh nó rất là bền bỉ chứ cước mà anh em mà đánh mà không để ý, ý. mà lâu lâu không thay ý. gần như là giặt nó mất nữa ngay không, không, chơi được Đó. thường chiến mà được đánh bằng những cây hai mát này em thấy là phê này. nhưng mà nói chung là anh em đánh nhẹ nhàng tầm trung thì cứ 10 h tiễn là ok rồi 10 h là quá ok này như bản thân em đánh 10 h hai năm nay em thấy rất, rất là bền cái dòng đánh rất là bền và khỏe luôn đặc biệt là cái cây gamma các bạn đặc biệt là những, những, những cái dòng gamma này vươn nó xoắn các bạn nhìn để cho các bạn xem Nên các bạn nhìn đâu gamma vươn vươn nó xoắn nhìn rất là đẹp vươn vẩy rồng ấy rất là đẹp đánh cây này nó bền bỉ lắm cây này cực kỳ ít lỗi các đánh ít khi anh em gặp lỗi em bán ra rất là nhiều rồi à, cấp cho anh em rất là nhiều đấy phải hàng chắc phải mười mấy nghìn cây ra rồi nhưng mà đánh không không đánh em màu 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 nào 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 lỗi đấy rất là bền bỉ luôn chỉ trường hợp anh em mà vụt vào ô rồi cây ấy, cây cối thì nó gãy Nhưng mà anh em yên tâm là gãy cái có đồ thay ngay đó nhé đó à, và em thì em chuyên nhận các đơn hàng order của anh em những cái mẫu cần nào mới ấy, anh em mà thích đặt về thì bảo em đặt về cho chắc chắn là đặt bên kia về giá nó sẽ rẻ hơn anh em mua ở đây rất là nhiều Uh, vâng và trong khoảng thời gian vừa rồi thì em có nhận order tất cả các mẫu cần ở trên tao ao về Đấy, anh em nào thích cái loại nào thì bảo em order cho giá sẽ rẻ hơn là anh em mua ở bên đây rất là nhiều và thời gian bây giờ nó thông biên này thành ra là quá trình nhà hàng về rất là nhanh các bạn đây, ví dụ như cái cây tầm xanh nhiều đây là cây thế hệ thứ ba các bạn nhiều anh em đặt thì em đều mang về hết cái cây năm m bốn các bạn này năm m bốn của nó đều có có một triệu tư ở Việt Nam mình chắc là nó phải bán thế triệu khoảng triệu bảy triệu bảy triệu tám gì các bạn Đấy cái bên đây có triệu tư đó. <laughs> 6 mét 3 của nó là triệu 6. 7m2 có 7 mét 2 có triệu 7 các bạn. Đấy, giá rất là mềm. Đấy. Tất cả các, các, các dòng cần, dòng nào cũng có, kể phục long này hay thanh trấn thiên hạ này, đa phần toàn lấy trên đây về hết các bạn. Đây và nó và cái đây cây gamma đây các bạn. Cây gamma đây thì chung là dòng 10H rất là đẹp các bạn, đỉnh đẹp chưa. Vân về rồng luôn nhé các bác nhé. 10H vân về rồng. Đó rất là kinh điển đây anh em anh em nào có thể tự order cũng đợi em gửi link cho các bác order về Đó. rất là dễ mua cái này rất là dễ các bạn các bác thích mẫu nào nên đi tìm mấy con ngay cây à, cái đợt này cái này gamma 5 m nó lên các bạn cái này trước nó một triệu một trăm sáu giờ lên một triệu hai này sáu m ba sáu ba của nó nên lên đến một triệu hai trăm bảy chín này Đó. đợt này cái này đang lên trước kèm nó một triệu ba một triệu hai trăm rất là đẹp cây gamma cũng rất là đẹp rất là chất để đánh đánh đục anh em cái giá tầm trung ấy anh em nên lấy cái này sẽ rất là ok đấy đó à mà cái cây gamma này nó có một cái dòng hàng hàng loại hai nữa các bạn dòng loại hai thì nó là cái cây này cái này giá rẻ các bạn giá rẻ nhưng mà đánh đục thì chắc chắn trong mà đánh sẽ yếu phôi nó phải nhựa nhiều đây cây này ở thị trường Việt Nam anh em lần trước em thấy có người bán này giá 54 đây 10h này 10h 57 này 10h 48 này 4 mét rưỡi 14 mét rưỡi của nó có 400.000 à, trước đây 4 3, 7, mấy nghìn thì về đến đây thì chắc là làm thấy nhiều bên cũng bán đến 6, 6 600 đấy. 10h 54 của nó thì có 450 đây là bán sáu bảy trăm anh em nào thích cái dòng này mà ví dụ mình uh, kinh phí không có thích cái loại này thì cũng bảo em, em nhập về cho giá rất là mềm về đánh cũng rất là thích rồi năm ngoái em nhớ em có nhớ em có nhập đồng mới cây rất là đỉnh luôn một cây ấy, gọi là cây tầm long tầm long hơn 12 triệu 12 triệu 400 cho một cái bác ở Hà Nội về dùng là mình được cầm những cây cây cần đấy rất là thích các bạn những cái dòng mình chưa bao giờ mình được cầm cầm bao giờ đấy cảm giác nó, nó xịn sò rất là thích cả cây 20h các bạn hay nhiều nhiều anh em toàn những cái dòng 20h đến là toàn các bác uh, gửi ninh để em order về hộ đi uh, dòng ấy cũng nhận đấy cảm giác là khi mình nhận đặt hàng về thấy có cái dòng cần nó rất là mới lạ rất là thích uh, anh em nào có cái mẫu nào hay hay thì bảo em, em nhập về cho nhé số lượng lớn cũng cũng nhập được Đó, mà giá vận chuyển thì nó mềm đúng. rồi video của em mới kết thúc nhé hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo 咱面子